Để tiếp tục bài pháp thoại hồi tháng 2, hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng về sự quan trọng của việc thực tập thiền niệm xứ minh sát dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. Sư muốn chia sẻ với quý vị thêm 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. Hãy hành thiền niệm xứ minh sát ngay bây giờ. Nếu ai thực tập ngay bây giờ, người ấy sẽ đạt được sự lợi ích ngay bây giờ. Điều thứ hai, có rất nhiều người bệnh đã bị bác sĩ chê và nói rằng không còn cách chữa trị nào cả, chỉ còn đợi chết mà thôi. Vậy mà sau khi hành thiền, họ đã hồi phục khỏi những cơn bệnh nặng này. Điều thứ ba là bất cứ những đề mục sanh khởi nào mà không thuộc về những động tác của thân, tâm hay thọ thì được gọi là đề mục của Pháp. Câu hỏi thứ nhất, Akalika có nghĩa là gì? Akaliko có nghĩa là Pháp với khả năng đưa ra kết quả ngay lập tức, không có sự chậm trễ. Có một số người nói rằng chỉ sau khi chết và trong kiếp tới thì Thượng Đế sẽ cứu rỗi chúng sanh. Không ai có thể kinh nghiệm hoặc biết được điều này trong kiếp hiện tại. Thật ra, chúng ta không biết được là mình sẽ được cứu hay không. Nói là cứu người sau khi chết là việc dễ. Nhưng thật ra, để biết thật sự chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết là điều khó. Nên không ai biết được thế nào là đúng, thế nào là sai. Đức Phật thì không dạy như vậy. Ngài Pháp Ngài dạy là Akaliko, cho kết quả ngay lập tức, không có sự trì hoãn nào cả. Nếu ai thực tập hôm nay, người ấy sẽ gặt hái sự lợi ích hôm nay. Câu hỏi thứ hai là trong ý nghĩa nào mà Pháp được tôn trọng là Akalika? Những lợi ích thật sự có được là như sau. Nếu ai đạt được Arya Magga hay Thánh Đạo, thì người ấy liền lập tức đạt được Arya Phala hay Thánh Quả. Nếu ai thực tập các pháp khác ngay bây giờ, người ấy cũng sẽ đạt được sự lợi ích ngay bây giờ. Chẳng hạn, nếu ai thực tập Sila hay Giới ngay bây giờ, người ấy sẽ có được các lợi ích liên quan đến giới ngay bây giờ. Nhờ sự thực tập giữ giới và khi giới đức được trong sạch, chúng ta có được sự sạch sẽ và trong sáng của tâm và có luôn hỷ và lạc. Không có gì đáng chê trách và người ấy đã có được các phẩm tính đáng ngợi khen. Đây là một lợi ích mà chúng ta gặt hái được. Nếu ai thực tập Samadhi hay định thì tâm không tán loạn và đến một lúc nào đó tâm sẽ trở nên lắng động và người ấy có được sự an tịnh. Người ấy có được sự vui vẻ của nội tâm. Càng tập định nhiều bao nhiêu thì người ấy càng có cơ hội có được sự an tịnh bấy nhiêu. Còn nếu ai hành thiền Vipassana hay thiền minh sát, thì người ấy sẽ biết ngay lập tức rằng tất cả các hiện tượng của thân và tâm đều sanh rồi diệt. Nếu ai thật sự thực tập, thì người ấy sẽ thật sự biết như vậy. Và người biết như vậy ngay lúc này. Người ấy biết Anicca Dukkha Anatta hay vô thường bất tội nguyện vô ngã ngay lúc này. Hơn thế nữa, nếu ai thực sự thực tập và khi sự thực tập đã được hoàn mãn, người ấy sẽ kinh nghiệm Nibbana hay Niết Bàn, nơi tập hợp danh sắc ngừng nghỉ. Việc này không phải đợi xảy ra trong kiếp tới. Do đó, đây là một pháp cao thượng, có thể đưa ra sự lợi ích ngay lập tức
không chậm trễ. Câu hỏi thứ ba là làm sao mà phẩm tính Akalika của Pháp có thể sách tấn được các bạn? Hãy thực tập bây giờ. Nếu ai thực tập bây giờ, người ấy sẽ được sự lợi ích bây giờ. Điều này thật là khích lệ. Pháp mà chúng ta thực tập là cái gì sẽ đưa lại kết quả ngay lập tức? Chúng ta có thể gặt hái kết quả ngay lập tức với pháp này. Đây là một pháp mà sẽ đưa chúng ta đến sự kinh nghiệm ngay tức thời và cho ta sự hiểu biết về các hiện tượng thân tâm, vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Đây là một pháp mà sẽ đưa chúng ta đến sự chứng đạt Niết Bàn ngay trong thời gian mà chúng ta đang thực tập. Nếu chúng ta luôn nhớ rằng tôi đang thực tập một pháp mà sẽ đưa ra kết quả ngay bây giờ, thì tâm của chúng ta sẽ được khích lệ và piti hay hỷ có thể phát sanh. Điều này thật là quý. Câu hỏi thứ tư, ehi pasiko có nghĩa là gì? Ehi có nghĩa là hãy đến, pasa có nghĩa là hãy nhìn và xem. Ehi pasiko nghĩa là pháp xứng đáng để mời các bạn hãy đến và xem. Khi ai ăn hay uống một thứ gì ngon, chẳng hạn như ăn một quả trái cây ngọt, người ấy có thể biếu cho bạn mình bằng cách khích lệ bạn mình rằng hãy đến và nếm thử. Cái này thật là ngon. Và khi chúng ta ăn được món gì bổ dưỡng, thì chúng ta nhớ ơn người đã khuyến khích chúng ta ăn món này. Câu hỏi thứ năm là tại sao Pháp lại xứng đáng để mời rằng xin hãy đến và xem? Nếu ai sách tấn một người nào đó đi hành thiền và người đó sau khi thực tập đã nếm được vị tuyệt vời của Pháp, thì người đó rất biết ơn. Bây giờ, sau khi được thiền sư hướng dẫn thiền tập, các thiền sinh rất biết ơn. Họ biết ơn đến những ai đã hướng dẫn họ. Họ cũng biết ơn đến những ai đã thúc đẩy và khuyến khích họ từng bước một. Sau khi hành thiền, một số người kể lại rằng lúc đầu họ chẳng quan tâm gì đến Pháp cả. Nhưng họ đã hành thiền vì có người nào đó đã khuyến khích và thúc đẩy họ. Nếu không nhờ vậy, họ đã mất đi cơ hội để kinh nghiệm Pháp. Vì vậy họ nói rằng họ rất biết ơn. Họ biết ơn đến những ai đã khuyến khích họ. Ehi pasiko, Pháp đáng để thúc đẩy người khác rằng xin hãy đến và xem. Bởi vì Pháp quá tuyệt diệu, nên nó xứng đáng để mời người khác đến, thực tập và kinh nghiệm cho chính mình. Đây là các Pháp của Magga, Phala và Nibbana, đạo quả và Niết Bàn mà Đức Phật đã dạy. Pháp của Đức Phật là một thứ đáng để khuyến khích người khác rằng xin hãy đến và xem, để thực tập và kinh nghiệm cho chính mình. Đây là một pháp mà nếu ai thực tập vì được khích lệ, người ấy sẽ trở nên vui mừng khi đạt được sự lợi ích. Trong khi thực tập, nếu thiền sinh luôn ghi nhớ rằng tôi đang hành trì cái pháp này đây, thì tâm của người thiền sinh sẽ được khích lệ, rất tốt để hỷ, giác chi hay piti sambojanga sanh khởi. Câu hỏi thứ sáu, làm sao để có niềm tin vào sự thực tập? Đây là ehi pasiko, một pháp xứng đáng để sách tấn và mời người khác rằng xin hãy đến xem, hay là xin hãy thực tập và thấy. Sau khi được khuyến khích là xin hãy thực tập và thấy, nhưng nếu không có kết quả sau một thời gian dài, thì điều đó không chấp nhận được.
chỉ có thể chấp nhận được nếu có kết quả sau một thời gian ngắn hay ngay lập tức. Và nếu được như vậy thì hành giả mới biết ơn người đã khuyến khích mình. Chẳng hạn như có một bệnh nhân được khuyên rằng hãy thử uống thuốc này, và họ dùng thử loại thuốc đó mà cơn bệnh không hết ngay, thì người bệnh nhân sẽ không tin tưởng vào thuốc hay tin vào người đã khuyên mình. Nhưng nếu sau khi thử thuốc mà người bệnh thấy dễ chịu và hết bệnh sau một ngày hay một đêm, thì người ấy sẽ có niềm tin nơi thuốc và biết ơn người đã giới thiệu và khuyến khích mình thử thuốc. Có như vậy thì thuốc mới xứng đáng để được người mời người khác rằng xin hãy thử và thấy. Có như vậy thì thuốc này mới xứng đáng để mời người khác rằng xin hãy thử và thấy. Thì tương tự như vậy, pháp của Đức Phật là Ehipasiko, một loại pháp mà xứng đáng để khuyến khích và mời người khác rằng hãy đến và xem hay hãy thực tập và thấy. Nếu ai thực sự thực tập đúng như lời mời và lời khuyên, thì người ấy sẽ kinh nghiệm được lợi ích của sự giải thoát khỏi tham ái, cũng như giải thoát khỏi các phiền não trong kiếp sống này. Sau khi đã kinh nghiệm pháp bằng cách này, người ấy sẽ rất biết ơn người đã khuyến khích mình thực tập. Câu hỏi thứ 7. Thực tập Vedana Nupassana hay quán thọ là như thế nào? Sau khi ngồi thiền một thời gian dài, các cảm giác khó chịu như đau, cứng, v.v. có thể phát sinh. Trong lúc này, thiền sinh phải quan sát cảm thọ nào rõ rệt nhất. Nếu có sự cứng, thiền sinh phải chú tâm vào nơi bị cứng đó, quan sát và ghi nhận nó là cứng, cứng. Nếu có sự nóng, thì phải ghi nhận là nóng, nóng. Nếu có sự đau, thì phải ghi nhận là đau, đau. Hơn nữa, nếu có sự ngứa, vân vân, thì phải ghi nhận là ngứa, ngứa, vân vân. Ghi nhận tùy theo sự sanh khởi của mỗi cảm thọ. Câu hỏi thứ 8. Có lời khuyên nào thật hữu ích cho thiền sinh khi đang hành Vedana Nupassana hay quán thọ? Khi quan sát thọ như đã nói trên, sự cứng, sự nóng, vân vân, có thể trở nên dữ dội hơn. Vì vậy, ý muốn xê dịch có thể khởi lên. Tuy nhiên, thiền sinh không nên đổi tư thế ngay lập tức. Sau khi ghi nhận ý muốn này là muốn đổi, thiền sinh phải kham nhẫn với những cảm giác khó chịu này và cố gắng quan sát nó. Kham nhẫn bằng cách này gọi là Kanti Samvara, nhẫn nại chịu đựng. Người Miến Điện có câu là kham nhẫn đưa đến Niết Bàn. Câu này rất lợi ích cho sự hành thiền. Câu hỏi thứ 9 là làm sao các tuệ minh sát sanh khởi và làm sao Niết Bàn có thể được chứng đắc? Chỉ bằng cách quan sát với sự chịu đựng. Và sau khi có sự định tâm, các tuệ minh sát, các đạo và quả tuệ sẽ sanh khởi và Niết Bàn có thể được chứng đắc. Nếu thiền sinh không kham nhẫn mà đổi tư thế thường xuyên thì rất khó để mà có được sự định tâm. Nếu không có sự định tâm thì sẽ không có các tuệ minh sát và thiền sinh sẽ không chứng đắc Niết Bàn với tuệ của đạo và quả. Câu hỏi thứ 10. Khi nào các khổ thọ, các cảm giác khó chịu để kham nhẫn sẽ biến đi? Do đó các thiền sinh phải kham nhẫn càng nhiều càng tốt. Thiền sinh phải quan sát các khổ thọ. Khi chánh niệm, sự định tâm và trí tuệ trở nên mạnh mẽ, các khổ thọ khó kham nhẫn này có thể biến mất, như thể bị ai lấy đi. Có nhiều người sau khi đã bị các bác sĩ chê và nói rằng không còn cách chữa trị nào cả, chỉ còn đợi chết mà thôi, đã lành phục sau khi họ hành thiền.
Do đó các thiền sinh phải kham nhẫn càng nhiều càng tốt và cố gắng quan sát các khổ thọ. Câu hỏi 11. Thiền sinh phải làm sao khi các khổ thọ trở nên quá mức và thiền sinh không còn chịu đựng được nữa? Khi các khổ thọ trở nên quá mức và thiền sinh không còn chịu đựng được nữa, thì người thiền sinh có thể đổi tư thế. Khi đổi tư thế, trước tiên thiền sinh phải ghi nhận ý muốn đổi, sau đó ghi nhận tất cả các động tác của sự đổi tư thế một cách thật chi tiết và liên tục mà không có sự gián đoạn nào. Sau khi đã ghi nhận như vậy về sự đổi tư thế, thiền sinh trở lại và ghi nhận sự phồng xẹp ở bụng. Câu hỏi thứ 12. Khi nào Upekkha Vedana, thọ trung tính hay xả thọ, sanh khởi? Thiền sinh phải quan sát cho đến khi các lo âu vân vân ở trong tâm được biến mất. Và nếu các lạc thọ sanh khởi từ thân xúc, thì thiền sinh cũng phải quan sát chúng. Thiền sinh phải quan sát các lạc thọ trong tâm. Khi các thọ trung tính không tốt cũng như không xấu sanh khởi và trở nên rõ rệt, thiền sinh cũng phải ghi nhận chúng. Các thọ trung tính này, Upekkha Vedana, rất hiếm khi sanh khởi. Chúng có khuynh hướng chỉ sanh khởi khi các tuệ đặc biệt được lớn mạnh. Thiền sinh phải quan sát cả ba loại cảm thọ này. Có câu cách ngôn sau đây để tóm tắt điều này. Đối với các thọ tốt, xấu hay trung tính, thiền sinh đều phải ghi nhận chúng mỗi khi chúng sanh khởi. Ở đây tốt có nghĩa là lạc thọ hay Sukha Vedana. Xấu có nghĩa là khổ thọ, Dukkha Vedana. Trung tính nghĩa là xả thọ hay Upekkha Vedana. Ba loại cảm thọ này khởi sanh riêng biệt. Do đó, chúng ta nói rằng thiền sinh phải quan sát và biết chúng khi chúng sanh khởi. Nói đến đây là vừa đủ để thiền sinh hiểu cách làm sao để thực tập chánh niệm trên các cảm thọ hay quán thọ Vedana Nupassana. Câu hỏi thứ 13. Đối tượng của pháp hay là pháp cảnh là gì? Bất cứ những đề mục sanh khởi nào mà không thuộc về những động tác của thân, tâm hay thọ thì được gọi là đề mục của pháp. Chúng là gì? Đó là thấy, sự nghe, vân vân. Câu hỏi thứ 14. Ayatana Dhamma Nupassana hay quán xứ pháp là gì? Khi đang quán phòng xẹp, nếu thiền sinh thấy cái gì thì phải liền ghi nhận là thấy. Khi nghe cái gì thì phải liền ghi nhận là nghe. Khi ngửi mùi gì thì phải liền ghi nhận là ngửi. Nếu đụng, ghi nhận đụng. Nếu dự tính việc gì, phải ghi nhận dự tính. Quán và biết như vậy là làm đúng theo câu Chakuncha Pachanati, Rupecha Pachanati, v.v. Có nghĩa là hành giả biết con mắt và hành giả biết sắc pháp, v.v. được nói trong đoạn quán xứ pháp ở trong kinh. Câu hỏi thứ 15. Nivarana Dhammanupassana hay quán chướng ngại pháp là gì? Nếu thiền sinh muốn cái gì thì phải ghi nhận là muốn. Nếu thích cái gì thì phải ghi nhận là thích. Đây là phương pháp để quán Kamachanda hay quán dục vọng một cách vắn tắt. Nếu Vyapada hay sân và hận sanh khởi, thiền sinh phải ghi nhận là giận, v.v. Nếu Tinamidda hay lười biếng sanh khởi, thiền sinh phải ghi nhận là lười, v.v. Nếu Uddacha hay trạo cử bất an và Kukkucha hoài nghi sanh khởi,
thiền sinh phải ghi nhận là bất an và hoài nghi. Nếu thiền sinh nghi ngờ về Phật hay Pháp, thiền sinh phải ghi nhận nghi ngờ. Ở đây, thiền sinh có thể nghĩ lầm rằng cái sự nghi ngờ này là tuệ duyệt lại. Do đó, khi đang quan sát phòng xẹp v.v., nếu thiền sinh suy gẫm về phương cách hành thiền, thì phải ghi nhận là suy gẫm. Quan sát bằng cách này là theo đúng như câu Santawa Achatang Kamachandang Atime Achatang Kamachandoti Pachanati. Có nghĩa là khi tham ái có mặt, tỳ khưu biết có tham ái trong tôi v.v. như được giải thích trong kinh phần Quán Chướng Ngại. Câu hỏi thứ 16. Khi thực tập niệm xứ, thiền sinh phải quan sát cái gì? Trong khi quan sát phòng xẹp, nếu các pháp như thấy, nghe, muốn, thích, vân vân sanh khởi, thiền sinh phải quan sát các pháp này và biết chúng. Câu kệ dạy rằng, thiền sinh phải biết các pháp đang sanh khởi, hiển nhiên hay rõ rệt. Như vậy, không có bất cứ một hiện tượng nào mà không được biết. Thiền sinh phải biết tất cả các hiện tượng đang sanh khởi trong thân. Ngài Thiền Sư vừa trình bày đầy đủ tất cả các hiện tượng cần được biết. Có nghĩa là hãy quan sát các hoạt động của thân mỗi khi chúng sanh khởi. Hãy quan sát các hoạt động của tâm mỗi khi chúng sanh khởi. Hãy quan sát tất cả các cảm thọ mỗi khi chúng sanh khởi. Hãy quan sát tất cả các đối tượng về pháp mỗi khi chúng sanh khởi. Đây là toàn bộ phương pháp để phát triển bốn niệm xứ. Đây là tất cả mọi thứ mà thiền sinh biết sau khi quan sát và ghi nhận. Một số người nghĩ và chỉ trích rằng thiền sinh chỉ cần quan sát hai đối tượng mà thôi. Đó là sự phồng và xẹp của bụng. Điều này không đúng. Dùng phồng và xẹp làm căn bản, người thiền sinh phải quan sát tất cả các hiện tượng sanh khởi. Khi thiền sinh đạt đến tuệ diệt, Bhanga Nhana, các thiền sư sẽ hướng dẫn cho các thiền sinh hãy ghi nhận, chú tâm đến bất cứ hiện tượng nào sanh khởi, thân, thọ, tâm hay pháp, mà không cần phải dùng một đối tượng nào làm căn bản. Ngài Thiền Sư sẽ ngưng bài pháp thoại ở đây, và trước khi chấm dứt, chúng ta hãy đọc lại ba cái cách ngôn quý giá của Ngài Mahasi. Thứ nhất, hãy hành thiền niệm xứ minh sát ngay bây giờ. Nếu ai thực tập ngay bây giờ, người ấy sẽ đạt được sự lợi ích ngay bây giờ. Thứ hai, có rất nhiều người bệnh đã bị bác sĩ chê, nói rằng không còn cách chữa trị nào cả, chỉ còn đợi chết mà thôi. Vậy mà sau khi hành thiền, họ đã hồi phục khỏi những cơn bệnh nặng này. Điều thứ ba là bất cứ những đề mục sanh khởi nào mà không thuộc về những động tác của thân, tâm hay thọ thì được gọi là đề mục của Pháp. May all of you be well, happy, free from all diseases and all sufferings, and attain Nirvana very quickly. Ngài Thiền Sư xin chúc tất cả quý vị được khỏe mạnh, vui vẻ, không bệnh tật, không khổ đau, và chứng ngộ Niết Bàn thật nhanh chóng. Sadhu, sadhu, sadhu.